Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô vú sữa Mika nha. Chiều cao của cây thì cao trên 2 mét ha. Thì bên Ly có lô nhỏ hơn tí xíu nữa. Và cái lô này thì là cái cây lỡ vừa của bên trung tâm cây giống nè. Đó, cái hoành gốc của cái cây. Hoành gốc của cái cây là cây nào nó cũng trên là từ 25 hoành đổ lên hết nha. Tức là cái hoành của cái cây, cái thân của cái cây á. Cái cây mà 25 hoành như thế này á, thì bên trung tâm cây giống sẽ trồng là được 2 năm tuổi hết rồi. Mới tiến hành bứng lên. Bứng lên phải dăm ủ lại cho cây nó đi tược, đi đọt ha. Cây nó có những cái nhánh con giống như thế này nè, là mình biết cái cây nó sẽ là sống. Tại vì mình bứng lên nhiều khi có còn cái nhánh mẹ nên mình không có biết được là cái sự sống và sự phát triển của cây như thế nào. Đợi cho bạn này nó nhú những cái mầm mới lên giống như thế này nè, thì quý bà con chúng ta về trồng nó rất là khỏe ha. Vú sữa Mika thì cái da nó sẽ màu màu tím nha bà con, trong ruột thì ăn rất là giòn. Mình có thể là ăn luôn được cái thịt mà gần luôn cái vỏ bên ngoài, khi nó chín nó khô lại mủ mình gọt cái lớp vỏ mỏng ra mình ăn thôi ha. Ăn trái rất là ngon nha, ngọt lắm nha bà con. Cây giống thì bên Ly đang giao lưu cho quý bà con chúng ta cỡ cao 2 mét như thế này á, là 1,5 triệu trên một cây, là Ly bao ship cho quý bà con chúng ta luôn ha. Còn cái lô nhỏ hơn tí xíu nữa là 1 triệu, hoặc là lô vài trăm thì Ly cũng có. Nhưng mà quý bà con chúng ta nào mà muốn trồng cái sân vườn của mình to hơn, cây lớn hơn á, thì mình lấy cái lô 1,5 triệu này là giá ok ha bà con, là cây vừa trồng. Một lô này thì Ly còn khoảng chừng 15 cây nha, 15 cây. Cái video sau đi Ly sẽ bóc ra từng cây cho quý bà con chúng ta. Tại hiện tại bây giờ chỗ Ly đang mưa nhiều lắm, mới vừa dứt mưa luôn thì Ly sẽ thực hiện video quay cho quý bà con chúng ta ha. Anh chị nào chúng ta thích cái cây nào á thì mình có thể là liên hệ trung tâm cây giống theo hai số hotline hiện trên màn hình. Ly sẽ ngã cái tàn cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Cái tàn của cái cây này rất là đẹp nha bà con. Cây này hình như cũng có số nữa nè, mà mưa cái đầu nó sẽ trôi hết rồi. Cây này là cây mã số 6A nè. Mưa cái giấy nó sẽ trôi hết rồi, cây nào Ly cũng có bóng số vô hết á. Đồng giá nha, hoành gốc của cây là từ 25 hoành, có thể là xê xịt nhau tí xíu, giống như có cây to hơn, có cây thì 25 hoặc là cái cây 23 cũng chừng nữa ha bà con. Đó, đây là cái cỡ vừa nha, còn cỡ lớn còn cỡ nhỏ hơn nữa. Anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng vú sữa Mika thì alo ngay theo hai số hotline hiện trên màn hình. Bên Ly đang cung cấp cây giống là 75.000 trên một cây nha bà con. Hàng được nuôi dưỡng tược đọt, rễ phát triển rất là tốt nha. Mình là Ly, xin chào và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều loại cây giống hơn nha. Ngoài cây vú sữa Mika ra thì bên Ly còn hơn 100 loại cây giống, từ cây giống nhỏ tới cây giống to luôn ha. Cây nhập khẩu thì bên Ly đều có cung cấp nha bà con. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.